Hoa Hoàng Quốc Việt Nam năm nay thì sẽ không có Á Hậu 2. Điều đó đồng nghĩa với việc là Tiên là Á Hậu 2 cuối cùng của cuộc thi này. Tiên thấy sao về điều này? Thứ nhất là em thấy rất bất ngờ. Tại vì tới cái buổi họp báo ngày hôm đó em mới biết một cái thông tin như vậy. Và tự hào chứ, tại vì mình được nằm trong gọi là gia phả của một cái kỷ nguyên nhan sắc 15 năm. Và em là bé Út, con gái Út trong nhà Á Hậu 2 rồi. Có thể là mình sẽ là người đương nhiệm mãi mãi chẳng hạn, thì em cũng cảm thấy rất là hạnh phúc vì điều đó và tự hào vì điều đó. Nhưng mà cũng sẽ có chút tiếc nuối. Nhưng mà em nghĩ rằng là điều này là nên. Càng ít thì nó sẽ càng khốc liệt, và danh hiệu càng khó kiếm được thì nó sẽ càng giá trị. Thế còn Tiên có thể tiết lộ một chút về cái vai trò của mình tại Miss Cosmo Việt Nam năm nay? Em tiết lộ với mọi người là bây giờ em không biết một cái gì hết. Thì mọi người, em có rất sẵn sàng gọi anh Bảo Hoàng ngay bây giờ để hỏi là anh ơi, bây giờ mùa năm nay là em được làm cái gì? Hoặc là không có thì em xin anh cho em làm luôn. Tại vì em rất là thích đồng hành cùng với lại gia đình Hoàng Vũ của em. Và hy vọng rằng trong chương trình năm nay em được một cái vị trí gì đó. Có thể là không có trong team external, là team đối ngoại, thì cũng sẽ làm những cái team chạy ở bên trong internal chẳng hạn. Việc tổ chức ra được một cái event, một cái chương trình chuyên nghiệp là một điều không hề dễ dàng. Sắp xếp khán giả ngồi đúng vị trí cho khán giả vào, không phải để người ta xếp hàng thôi, đã là một việc rất là khó rồi. Hoặc là cho các thí sinh đi thi, mình chăm sóc các bạn như thế nào, cho các bạn ăn ngủ đúng giờ giấc để các bạn có tâm lý thoải mái đi thi. Hoặc là xếp lịch quay như thế nào là hợp lý, kịp để team dựng, edit. Đó, từng cái thứ nhỏ xíu như vậy thôi đã rất là khó tính rồi. Và em nếu may mắn được là một người quan sát những cái thứ đó đang vận hành thì em cảm thấy là em sẽ học được rất nhiều. Có thể nói tinh thần học hỏi của Tiên rất là lớn. Yeah. Thế còn tinh thần mà mình tôi luyện mà bản thân mình thì sao? Với cái chủ đề mà của cuộc thi Miss Cosmo Việt Nam năm nay, Made Not Born, thì Tiên thấy chủ đề này như thế nào? Em khi mà em được nghe được cái chủ đề thì em nổi da gà nha. Tại vì nó khẳng định một cái là có những điều bạn sinh ra bạn chưa có sẵn đâu, nhưng mà bạn có thể làm nên đó. Và chỉ có bạn là người tạo ra được những cái gọi là những cái phép màu, những cái sự thay đổi đó cho bản thân mình. Và tôi luyện nên tôi, hoặc là các bạn đọc ngắt theo kiểu khác là tôi luyện thì sẽ nên tôi. Đọc ngắt kiểu nào nó cũng sẽ hay. Và cả cái message bằng tiếng Anh là made not born, là tất cả cái gì đều có thể làm bằng chính đôi tay của bạn, chứ chưa chắc gì là bạn sinh ra có sẵn với những điều đó. Thì em thấy đó là một điều rất hay, và nó sẽ giúp chúng ta khẳng định điều rằng là chỉ cần là chúng ta cố gắng, chỉ cần là chúng ta muốn thì cái gì chúng ta cũng sẽ làm được.